Chiêu mưu chiến công huyền thoại mang tới cho người chơi những phút giây giải trí hết sức nhẹ nhàng bên chiếc ghế yêu của mình. Ngày hôm nay hãy cùng gamepub.vn đánh giá tựa game này nhé. Có thể nói chiến công huyền thoại sở hữu một nền đồ họa rất là đơn giản, đem tới cho người chơi một cảm giác thân quen, đặc biệt đó là ở giao diện chiến đấu màn hình dọc của tựa game này. Điểm nổi bật nhất ở nền đồ họa của chiến cơ huyền thoại có lẽ nằm ở hiệu ứng ánh sáng và thiết kế thân máy bay. Tồn tại trong chiến cơ huyền thoại chỉ là những bản nhạc nền hết sức đơn giản, không có gì là quá đặc sắc. Lối chơi chủ đạo trong chiến cơ huyền thoại vẫn là điều khiển phi cơ, xả đạn tiêu diệt địch, né tránh đạn, ăn vật phẩm để tăng sát thương và hồi phục máu. Người chơi không mất nhiều thời gian vào việc làm quen với cơ chế điều khiển của chiến cơ huyền thoại, với việc là chỉ cần chạm giữ vào màn hình rồi vuốt sang trái, sang phải, lên hoặc là xuống để điều khiển phi cơ. Điểm hấp dẫn nhất của chiến cơ huyền thoại nằm ở chế độ thách đấu với bạn bè của mình thông qua mạng xã hội Facebook hoặc là Garena cộng. Nói thách đấu cũng không đúng nghĩa, thực ra nó chỉ đơn giản là so điểm số của bạn với người chơi khác bằng cách vượt qua cùng một phụ bản. Yếu tố nhập vai trong chiến cơ huyền thoại cũng là một điểm khá thú vị. Người chơi có thể nâng cấp các loại trang bị để gia tăng sức mạnh cho phi cơ của mình. Tuy nhiên, các bạn phải tính toán khá kỹ lưỡng việc nên nâng cấp thiết bị nào vì lượng tiền thu được nhờ việc đi phụ bản là khá ít. Nhìn chung, chiêu mưu chiến cơ huyền thoại của nhà phát hành Garena có một nền tảng lối chơi rất đơn giản, quen thuộc và phù hợp với mọi lứa tuổi. Do chiêu mưu chiến cơ huyền thoại có bộ cài rất nhẹ, chỉ với 50MB thì trò chơi này phù hợp với tất cả các thiết bị smartphone. Người chơi chỉ cần sở hữu thiết bị di động có cấu hình tầm trung là đã có thể trải nghiệm thoải mái game này. Hiện tại trò chơi đã vận hành tốt trên cả hai hệ điều hành Android và iOS. Chiêu mưu chiến cơ huyền thoại của nhà phát hành Garena tuy không sở hữu nền đồ họa đẹp mắt, gameplay có chiều sâu nhưng lại có điểm cộng nằm ở yếu tố phù hợp với tất cả mọi lứa tuổi, quen thuộc với đa phần game thủ, dễ chơi và có thể trải nghiệm mọi lúc mọi nơi. Đối với tựa game này, gamehub.vn chấm số điểm là 6,4/10.